rồi, một nè, một cái nè, hai, hai cái nè, ba cái nè, bốn cái nè, năm cái nè, bảy cái nè, tám cái nè, chín cái nè. Thôi đẹp ơi, đẹp ơi, rồi đừng hết nữa. Trời ơi, ổng xử tại ngoài đường luôn đó, ra chút xíu thôi là lấy kéo là nhấp liền. Dạ, Quỳnh Trung xin được phép mến chào với cô chú anh chị. Hiện tại thì Quỳnh Trung đang trên tuyến đường di chuyển đi tìm kiếm những câu chuyện, những hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ. Thì hiện nay trước mắt với cô chú anh chị đây thấy một người chú, một người đàn ông rất là kỳ lạ đúng không ạ? Thì Quỳnh Trung vô tình phát hiện ra chú trên một chiếc xe đạp, mà có thể nói là chú chở nguyên một cái gia tài của mình để đi di chuyển trên tuyến đường này. Và không biết là thực hư câu chuyện như thế nào, Quỳnh Trung mời với cô chú anh chị mình cùng trò chuyện với lại chú để xem như thế nào mà tại sao chú lại quá có quá trời nhiều đồ trên đây luôn cô chú anh chị. Dạ con chào chú nha. Dạ mình tên gì chú? Quá Nhật Trung. Quá Nhật Trung hả? Dạ trời ơi tên đẹp quá vậy. Dạ rồi quê quán mình đâu chú? Quê quán của chú ở đâu? Hả? Quê quán của chú ở đâu? Tân Hòa Đông á. Tân Hòa Đông hả? Cái đó là thuộc phường 4, quận 6. Ở tỉnh nào chú? Hả? Ở tỉnh nào? Ở tỉnh đó là Cây Bà Đất và Mạ. Dạ. Ở tỉnh nào chú? Ngày có lẽ là Đồng Nai. À rồi rồi, Đồng Nai ha. Dạ, rồi chú đạp qua đây là bao lâu rồi? Tầm 7 tháng rồi. 7 tháng rồi hả? Rồi vợ? Vợ vợ? 7 tháng, 8 tháng rồi. 8 tháng rồi đó hả? Rồi vợ con mình đâu mà mình đi, mình phiêu vô lưu này đây chú? Du lịch. Dạ? Đi du lịch. Du lịch hả? Trời ơi. Rồi chú đi tới đâu là chú ngủ tới đó hay sao? Dạ. Là trên chiếc xe đạp này nè, rồi chú đem theo đồ bơm đồ rồi quá trời, nói chung là nguyên một cái gia tài luôn ở trước này nè. Rồi sao mình bé lái được? Rồi dạ dạ nắng quá trời nắng chú ha. Hiện tại là thời tiết là nắng là 30 mấy độ của chú anh chị, nhưng mà chú vẫn di chuyển, chú đạp tới đây là chú nghỉ mệt ở đây nè. Chú đi, chú chia sẻ là đi vậy là 8 tháng rồi. Trời đất ơi. Dạ 8 tháng nay rồi chú di chuyển chỉ là đạp trên chiếc xe đạp này thôi. Rồi chú ăn uống rồi thì sao? Thì mang theo. Mang theo hả? Và hàng hóa. Dạ lương thực rồi hàng hóa nữa. Cái đó là dạ. Dạ người đi đâu người ta cũng cho mình tới đó chú ha. Dạ, rồi thấy có đeo vàng quá trời đi, có mình nên không sợ sao? À, đi kiếm... Dạ. 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 Giờ nói chung là chú du lịch, chú đi được bao nhiêu tỉnh rồi? Không để ý nữa. Rồi chú biết hiện tại là ở đây là ở đâu không? Không biết luôn. Ôi trời đất ơi. Dạ. Là chú đi tới đây mà chú còn chưa biết ở đây là ở đâu nữa. Dạ. Chú dạ. Là chỗ chú ở đó ha. Dạ. Ở đây là Kiên Giang á chú. Chú biết Kiên Giang không? Không biết Kiên Giang luôn. Dạ đây là Kiên Giang nha. Tới tỉnh Kiên Giang rồi đó. Kiên Giang là giáp ranh với Cà Mau nè, An Giang nè, Hậu Giang nè đó, những cái tỉnh đó đó. Rồi chú không đi tới đây đó cô chú anh chị, mà giờ là còn chưa biết ở đây là ở Kiên Giang nữa đó. Con đạp xe đạp này là 7 tháng nay rồi. Rồi chú đi vậy người nhà có tìm kiếm mình không? Còn một mình hả? Rồi gia đình chú đâu? Ở chỗ chú đập á. Dạ, ở chú còn nhà đó không?
chú còn nhà đó không? Còn ngay bà đã cấp 14 rồi sao? Dạ. Vì nếu mà con up video này lên là người nhà chú xem là biết nhìn thấy chú ha. Được chứ. Chú Năm. Dạ. Trái chú là nhiều. Chú nhiều. Chú nhiều. Năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? 1972. Dạ. Chú nhiều bây giờ là di chuyển trên này nè. Rồi đồ đạc là ổng máng ở trên chiếc xe vậy, ăn uống rồi trên xe, nói chung là chơi nguyên một cái gia tài trên xe này luôn. Dạ. Rồi vặt là chú vặt là 3 cái áo, 4 cái rồi hả? Để con đi thôi nè. Đó là một cái nè cô chú anh chị. Tổng tổng của nó gọi là 9 cái hả? Ủa? Giờ hiện tại chú vặt là 9 cái hả? Phải không? Con thấy có 3, 4 cái hả? Đâu chú gửi từng lớp cho con coi coi. Trời ơi, quỷ thần thiên địa ơi. 9 cái áo. Rồi sao chú vặt gì nhiều vậy? Đâu chú đếm lại giùm con coi. Đếm là 1 nè. 1 cái nè. 2 cái nè. 3 cái nè. 4 cái nè. 5 cái nè. 7 cái nè. 8 cái nè. 9 cái nè. Đó, vừa là đúng 9 cái nè chú. Con cái đó này thầy á. Trời ơi. Quất 9 cái áo luôn. Trời ơi, này là chú là thuộc nhân tướng lạ rồi. Anh Giang à? Dạ. Vậy là mình bây giờ cái hành trình mình là đi tới đâu thì tới ngày nào hay ngày đó thôi, chứ cũng không biết là đi đâu về đâu nữa chú hả? Về Đinh Đắc, ngày Bà Đắc Châu Văn. Dạ. Dạ. Vậy là chú muốn đạp về nhà? Gắn bộ. Mà có khi nào chú đi lạc luôn không? Mà sao đi đi quạt lạc ở Kiên Giang mà chú không biết? Cây quên, chạy quá. À giờ con thấy nắng nóng quá trời mà. Dạ. Ngày xưa là chú làm công việc gì? Vậy là chú là kỹ sư cơ khí hồi xưa. Ngành cơ khí cái đó mình làm cái gì chú? Là mình sửa máy hay là mình sửa máy nổ hả chú? Cũng có. Dạ. Làm tân sư. Ít tầm kỳ. Dạ. Không coi á. Rồi sao mình không lập gia đình rồi mình ở nhà mình quyết định đi đi mua lương thực hả? Rồi chú đi kiếm lương thực hàng hóa. Cô chú anh chị mình nhìn chú giống như những chiếc xe gồ cái gì chiếc kêu bằng gì ta hồi xưa mà ông cha ta mà để gạo đồ nãy kêu bên chiếc xe rồ vậy đó để di chuyển nãy đi. Dạ. Rồi chú đi vậy là tối rồi chú ngủ sao? Dạ. Ngủ với hè không hả? Rồi bao lâu rồi chú chưa tắm? Bao lâu rồi chú chưa tắm? À, có đem nước thôi tắm. Chai vậy hả? Chai gì tắm đủ không? À. Dạ, có còn có còn hơn hồng nữa chú ha. Vậy là nước này là bà con người ta cho chú hả? Đó là lịch sự. Dạ, lịch sự người ta cho mình ha. Phong đạo mới phát âm. Dạ. Kiên Giang. Dạ. Nước quả bà. Dạ. Bà đã có cổ thông miệng. Dạ. Kiên Giang. Dạ. 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 Chú đi đường mà chú đeo vàng gì nhiều chứ thì mình không sợ sao? Để lịch sự cho người ta biết mình có tiền mình mua hàng hóa thôi. Với lại có. Dạ. Chú mua hàng hóa là chú mua hàng hóa gì?
bởi vì về nhà cơ khí. Dạ. Cái gì cũng có hết. Ừ. Dạ. Bằng bằng là mà mua lại bằng mắt. Dạ. Tội nghiệp chú luôn cô chú anh chị đi lạc qua tới Kiên Giang này nè. À. Dạ. Dạ dạ. Cái đó là chú bán là sao? Hả? Chú cái đó là chú bán là sao? Mua cũng cũng có mà bán cũng có. Dạ. Ngày phải đăng tải đăng. Dạ. Dạ, nói chung là cũng cũng khó hiểu về chú luôn cô chú anh chị. Bây giờ chú có muốn về nhà không hay là mình tiếp tục mình đi? Về quê hả? Như quê nhưng mà giờ lạc qua tới Kiên Giang rồi. Nhưng mà giờ nguyên một cái đống đồ này nè, bây giờ mình bỏ đi rồi con hỗ trợ cho chú đi xe về quê đi. Dạ. À, bỏ cái là nhìn đói liền ha. Nhìn đói hả? Cái đó mẹ phải phải đắp cái. Dạ. Ý con là mình bỏ hết cái này rồi xong là con hỗ trợ chú cho chú đi xe về. Đạp con có đâu là. Dạ, cũng không khác gì vậy ha. Cái đó là lần. Dạ. Cái đó là lần. Dạ. Cái đó là cô lần. Rồi chú đi đầu gối cũng khỏe lắm á, ổng đạp nguyên một cái. Đó là cô lần. Lần. Dạ. Lần đâu còn cái đâu còn đó lần. Dạ. Dạ. Nhưng mà giờ con hỏi nè, bây giờ thời tiết nó nóng như vậy mà chú quất là chín cái áo. Nó rồi nó hầm không có nóng sao? Dạ. Dạ nó đỡ lạnh ha chứ. Dạ. Tội nghiệp của chú lắm cô chú anh chị. Tí con gửi cho chú ít tiền để chú làm lộ phí chú đi nha. Dạ chứ để giờ Quỳnh Trung đưa tiền mà chú Quỳnh Trung quay lên cái rồi ha, bọn án mà nó thấy chú di chuyển là nó xử chú liền. Cho nên là con sẽ cho bên ngoài cho chú để chú làm lộ phí đi. À, bây giờ đồ đạc con thấy quá trời bao là quần áo không hả chú? Không, áo quần cũng con. Dạ. Mới mua ha. Dạ. Bây giờ là trên xe chú hiện tại á là bao nhiêu ký chưa chú ước tính không biết luôn hả? Nó bảo vệ thân thể và hàng hóa thôi. Dạ. Dạ. Nhưng mà chín áo thì mặc chín cái, còn quần thì có một cái hả? Hai cái quần luôn. Rồi được rồi chú. Dạ được rồi. Dạ con thấy rồi. Dạ. Dạ. Cô chú anh chị mình ở bên tỉnh của chú, nếu mà nhận ra chú thì giúp đỡ chú cho chú về nhà. Tại hiện tại chú là đi qua tới Kiên Giang rồi nhưng mà chú chưa biết nữa cô chú anh chị. Cho nên là có người quen nào mà có nhìn ra chú thì giúp đỡ chú. Giờ là đi trên chiếc xe đạp như thế này đây nè, rồi mang theo cái đồ bơm nữa. Đó. Thì chú di chuyển tới đây là chú đạp hết nổi rồi. Ở đây là ngay Minh Lương nha cô chú anh chị. Ngay Minh Lương. Chú đi tầm khoảng mười mấy cây số nữa là chú tới trung tâm thành phố Gạch Giá rồi đó. Ừ. Và đi là 7-8 tháng nay rồi. Mà người nhà chú có kiếm chú không? Người nhà chú có kiếm chú không? Dạ. Đi rồi lúc 30 tuổi tới giờ hả? Dạ. Dinh Độc Lập hả? Hồi chú hồi xưa chú làm gì đó? Hồi xưa chú làm gì đó? Vậy là quê gốc của mình hồi xưa là cũng ở Sài Gòn hả chú? Dạ. Dạ là ngay cái Dinh Độc Lập á. Dạ con xin lỗi chú để con nghe điện thoại cái. Dạ con alo ạ. Dạ con chào cô ạ.
Dạ đúng rồi cô, con bán bên Nghệ Đen ngày chống độc cô ạ. Dạ nó hỗ trợ cho cô về đau nhức xương khớp rồi tê bì chân tay, thoái hóa cột sống nữa cô. Dạ. Dạ nó bên con thì có cái loại nhỏ với loại lớn dạng viên cô. Loại nhỏ là hộp nhỏ là 450.000 có 350 viên, còn loại lớn thì 850.000 có 750 viên cô. Dạ dạ cô ở đâu cô? Dạ có gì cô gửi cái địa chỉ với lại số điện thoại tên người nhận rồi con gửi cho cô ạ. À. Dạ 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 rồi có gì cô nhắn để hộp nhỏ giúp con đó. Bên đó thì phim 21.000 tiền ship đó cô nha, tại bên con đồng giá nó cũng rẻ đó cô. Dạ dạ cô, dạ dạ cô, dạ. Dạ vậy thì bây giờ là chú phải di chuyển trên chiếc xe này bây giờ là cũng nhưng mà con thấy con khuyên chú là bây giờ mình về nhà ăn chuyến đi chứ không đâu cũng âm than cũng phụ. Dạ chú có mang theo nhiều nước không? Trời ơi Quỳnh Trung thấy là chú hả đi chiếc xe đạp này giống như là ở nguyên một cái con lạc đà vậy đó. Đó dạ cho phép con quay một vòng nha. À, cô chú anh chị ơi quá xá luôn. À, chú quẩy bao bao như này nè, chú nói là chú tải cái gì lương thực thực phẩm đủ hết chiếc xe này. Dạ chắc mấy ngày nay là chú di chuyển qua lại đây thì cô chú anh chị mình cũng nhìn ra chú ha Quỳnh Trung quay thì cô chú anh chị mình cũng biết chú đi về chú không sợ mắc cái con chiến mã này sao? Chú đi về chú không sợ mắc cái con chiến mã này sao? Dạ cảm giác đó chú ha. Dạ mình trong sáng thì không sợ gì hết đó chú ha. Dạ chú còn rất là khỏe của chú chị, một cái cụ ông bọc chín lớp áo di chuyển bằng xe đạp và kêu bằng nói chung là phải nói chú là chú khỏe hơn con gấp. Dạ mà sao chú lại phái cái vụ cho lời kéo chú để chú hất gầu đó ha. Dạ dạ rồi chú cắt cái kéo vô đi chú cho con review trang sức của chú một xíu coi con thấy chú cắt kéo chú cắt kéo vô đi. Dạ chú cắt cái kéo vô đi. Dạ rồi còn nữa còn đồ nữa chú xe nghe chú nè chú đi sát sát vô nghe xe nha xe tại vì chỗ này không có quán nào thôi Quỳnh Trung mua cho chú một hai chai nước suối. Con thấy rồi rồi đem theo rất là nhiều kéo á. Dạ dầu rồi chú ha lạ lắm rồi chú anh chị dạ thôi con cắt cái kéo vô cho chú nha cắt vô đi để ngoài hồi mắt á. Dạ bật chín lớp áo của chú anh chị. Không biết đây có phải là nhân tướng lạ không của chú anh chị. Chú không đi là nhìn tóc của chú là như những người mà nhộm tóc vậy đó. Rồi cái này là cái sao chú? Rồi con hiểu rồi, con hiểu là đó. Chứ đó là để mình cắt râu ha. Dạ. Rồi chú không ổn rồi. Đó là ông Tút là cái bộ râu của chú anh chị. Rồi sao mà chú thích o bế cái bộ râu của mình quá vậy? À nó xấu hả? Lúc nào cũng muốn cho mình đẹp hết ha. Đó. Gà ơi là chú không lấy kéo nhấp gì đó cho nó đẹp. Ôi lém vô thịt nha. Dạ rồi đẹp ơi, rồi đừng hết nữa. Trời ơi. Ổng xử tại ngoài đường luôn. Đó, ra chút xíu thôi là lấy kéo là nhấp liền.
cho nó đẹp ha chú ha. Mặc chín lớp áo được của chú anh chị là không có đơn giản đâu. Với thời tiết gần 40 độ nhưng mà vẫn chín cái lớp áo thì ở đây có thể là một cái nhân tướng lạ rồi. Dạ. Thôi trò chuyện con xíu rồi hả, cắt gâu sao được không? Trời ơi, ông cắt gâu luôn rồi. Thôi chắc để là chú cho chú cắt gâu được của chú anh chị. Chứ để nói chuyện hồi cái phiền chú. À, rồi dùng kéo là nhấp gâu ha. Người ta là dùng cái đồ cạo gâu mà chú là chú không nói là gì liên quan tới cơ khí đó, dùng kéo cắt gâu. Chưa từng thấy cảnh này, cảnh nào như cảnh này luôn của chú anh chị. Đó, bây giờ là phải đợi cho chú binh xong cái bộ râu này thì chú sẽ trò chuyện tiếp với lại chú. Đó. Rồi đẹp rồi chú ơi. Đẹp rồi đó. À, ông làm chuyện lạ ngay bên lề đường luôn của chú anh chị. Rồi quá đẹp rồi, đâu quay qua cho con coi coi. Quay coi, rồi xuất sắc. Very good. Quá dữ chú. Còn đồ gì nữa không? Còn đồ gì để trang điểm nữa không? Quá dữ luôn. Xong chưa? Chú xong chưa? Dọn đồ vô ha. Rồi. Rồi chú quay qua con trò chuyện chú xíu nha. Rồi con chúc chú có một cái chuyến hành trình tốt đẹp, may mắn trên những cái chặng đường của chú nha chú nha. Dạ. Dạ nếu mà chú có cần gì hỗ trợ hoặc bây giờ chú muốn về quê thì con sẽ hỗ trợ chú về quê, nhưng mà chú hiện tại chú nói là chú đang trong cái chuyến hành trình để giống như là đi phượt, đi trải nghiệm. Đó, đi làm gì đó thì con không biết, cái này để con tôn trọng chú. Còn ví dụ như mà chú muốn đi về quê của chú thì con sẽ hỗ trợ chú về quê. Đó, nhưng mà giờ là quyết định là không về quê chú ha. Ở quê quê nhưng mà phải đem này theo. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi thì con Quỳnh Trung Vlog còn chúc cho chú có chuyến hành trình tốt đẹp, may mắn trên những nẻo đường của chú đã lựa chọn. Hy vọng chú sẽ có thật nhiều sức khỏe, may mắn. Quỳnh Trung cũng xin được phép kết thúc video và hẹn gặp lại với cô chú anh chị một nọ video sau. Quỳnh Trung sẽ gửi cho chú ít lộ phí để chú có thể di chuyển thực hiện ước mơ của chú. Dạ, con xin chào chú ạ.